Rồi hôm nay mình sẽ đi ăn buffet chay ở Tây Ninh. Quán này là cái quán Phước Lạc Duyên. Phước Lạc Duyên. Đây là vé người lớn là 100.000, còn vé trẻ em là 50.000. Buffet chay không biết là có những cái món gì để mình vô mình review cho mọi người xem cái quán chay này như thế nào ha. Buffet chay. Cái quán này hoành tráng ha. Nội thất toàn là bàn ghế gỗ. Vô đây ăn chay được nghe nhạc thanh tịnh. Ở đây có tầng lầu luôn ha. Chút nữa lên lầu, ăn xong mới lên lầu mà lên. Rồi ngồi đó đi, để em đi review sơ cái coi. Đây là bún nước lèo chay. Rất là nhiều nấm hấp dẫn luôn ha. Này là món cháo chay. Cháo à? Ờ, cháo chay. Rồi, cháo chay rất là hấp dẫn luôn. Còn cái này là cái bánh gì em? À, bánh bột chiên hả? Rồi, mình sẽ đi qua quầy bên đây xem có những món gì ha. Đây là bò chay xào xào lăn bánh mì. Bí đao kho tàu với lại củ hoa kho. Canh bầu. Rồi ăn gì mà tự mình lấy nha. Giờ mình đi dạo một vòng trước, sau đó sẽ đi lấy dĩa tự gấp. Tất cả các món chay nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn luôn. Ở đây có cái hành tây chiên nữa nè. Rồi chả chay, nem bưởi. Món này nhìn gì mà rất là hấp dẫn luôn. Bắp Mỹ xào xá bầu. Còn đây là cà ri bánh mì. Cà ri bánh mì. Rồi để xem bên đây có nước uống gì ha. Bên đây mình sẽ có là nước sữa đậu nành, nước đậu đen. Cái này chắc là nước cam quá. Rồi, quán hôm nay cũng rất là đông người ha. Rồi, mẹ đồng ý sẽ ăn món gì đây? Salad gỏi bánh hồng. Cái này rau cuộn ngũ vị. Rồi lấy vừa đủ ăn ha. Rồi hồi nếu ăn ngon lại lấy nữa. Lấy luôn đi, hồi ba lại ba ăn chung. Đây là có rục câu với cái này hình như là chè phải. Rồi cái quán này có một cái khung cảnh rất là mát mẻ.
Ồ, rồi Nam ăn ăn trái cây không vậy? Rồi bên đây có cái quầy quầy đũa muỗng. Nè đũa muỗng nè. Trời một đống đây không thấy. Rồi lấy dĩa là đây ba chỉ cho gấp. Thích cái gì ăn gấp cái nấy. Mình sẽ thử một cái ít thôi. Nếu mà ngon cái nào là gấp thêm cái đó. Bông cải chiên. À lấy cái này thử miếng đi. Đáng lấy à. Con ngủ rồi đúng không? Lấy thử cái này miếng đi, cái ít thôi. Xong rồi cái nào ngon mình làm lấy nữa. Mình tay chiên. Cầm mi con thích cái gì? Rồi có bánh nước nữa kìa. Thôi cái đó nhìn không mê. Cái này tương ớt hả? Tương ớt, tương cà với lại muối ớt. Nước tương, nước mắm. Rau xào, cải thìa. Ê, múc thử cái bắp này đi. Cà ri bánh mì, làm miếng nữa, ngay cho nó chắc bụng. Lấy chén rồi, lấy chén múc cà ri luôn. Cà ri bánh mì. Múc cái nước á, chấm bánh mì. Rồi lấy 2-3 phần bánh mì đi. Rồi là bà mình ăn rứa đi, nếu mà ngon là mình lấy thêm nha. Rồi ăn thử review cái coi. Rồi nãy giờ ăn trước thấy ngon không Nam? Món gì ngon? Không biết. Quay tí đâu mà không được. Rồi bây giờ mình sẽ thử món cà ri bánh mì. Xếp giùm miếng vậy. Đà My đâu ơi? À Đà My lên ăn cà ri bánh mì nè, dễ ăn. Rồi cà ri bánh mì ha. Bánh mì rất là nóng giòn luôn nha. Rồi mời cả nhà mình đi ăn. Ngon. Ri nấu rất là vừa ăn luôn ha. Nam sống ăn khác mà ăn dưa rồi. Cái này rồi xíu rồi mình ăn tráng miệng. Ờ muốn cho nó lâu bún riêu chay cho nó ăn nóng nóng vậy ăn. À có bún riêu với lại cháo nữa. Nãy có thấy. Cái gì cho con? Đi vô cái gì? Tỏi quen. Cái này tươi. Để gì hai múc bún riêu cho con ăn. Để
dễ ăn. Rồi giờ thử cái này cái coi. Cái này là cái gì ta? À anh không phải, cái này bông cải chiên. Bông cải chiên. Rồi mời cả nhà mình nha. Mày để con ăn cái đó chút ăn sao? Múc cho nó miếng con bún riêu vậy. Cái này tương ớt. Rồi cái này là cái gì nãy quên coi luôn. Cậu ba là một dĩa đầy, cậu ba ăn liên lệ luôn ha. Mình lấy ít, mình ăn được nhiều món, phải không? Cậu hai làm một tô cơm dữ à. Ngon á. Chú ăn gì? Hỏi nó coi nó ăn cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ thử một tô bún riêu. Chị có thể giúp em làm một tô bún riêu ha. Ở quán mình ở đây mình bán tất cả các ngày luôn ha, sao dạ, trong tháng bán đủ hết hả chị? Dạ. Dạ dạ. Rồi, dạ bún riêu ít thôi chị. Dạ rồi ok. Dạ. Bên đây là cháo nấm. Rồi rồi. Rồi cảm ơn chị ha. Rồi bên đây có hành tiêu mình sẽ qua nêm. Rồi đây là một tô bún riêu. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức một cái tô bún riêu này để coi mùi vị nó như thế nào ha. Bún riêu thì ăn cũng được. Cũng được. Nó cái món cà ri này thì ngon hơn nè. Còn bún riêu này thì ăn cũng được thôi. Dạ không biết muối nào. Ừ, bảo muối tiêu mỡ thêm muối ớt vô nữa mới được. Lớp ớt coi, cái cành này chút cho. Ừ. Nãy anh bỏ rồi. Bán tất cả các ngày trong tháng. À, bán xuyên suốt luôn.
Món cà ri này ngon không Nam? Ngon. Rồi sau khi mình ăn ở tầng dưới rồi, giờ mình sẽ đi lên tầng lầu để tham quan phía trên này để có cái gì trên đây ha. Rồi ở trên đây là trên đây cũng có rất nhiều bàn, chắc là nếu mà khách đông thì có thể là lên đây để mình ăn ở trên đây nữa. Hiện tại thì ở trên này rất là vắng, chắc có lẽ là bữa nay cũng ít người. Hello Trà My. Rồi quán này có một cái khung cảnh rất đẹp ha, ở dưới có một cái hồ cá coi nữa. Ở đó đi bà xuống. Ừ. Rồi. Bên kia có một cái thác nước. Thác nước rất đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống. Ở trên đây thì cũng không có gì đặc biệt. Đây chắc cũng là những cái bàn này nếu mà khách đông thì có thể là lên đây nữa để ăn. Đây là khuôn viên của cái quán ăn này. Wow, đây có một cái cây vú sữa, một cái gốc bonsai rất đẹp luôn. Có xích đu nữa ha. Wow, cái xích đu bằng tre. Ở dưới đây có gì? Đây là một cái ao, dưới đây có cá, biết có cá coi không? Mày chắc không có đâu, cá coi thì nó sẽ nổi lên nhiều lắm. Ở bên kia có một cái thác nước rất đẹp. Đâu? À, đây có một con cá. Cá coi đúng rồi. Con cá này sao nhỏ quá. Mắc lòi luôn hả? Đâu qua bên thác nước này coi. Từ từ coi chừng nha, cẩn thận để nó lọt con xuống đây á. Ừ. Quán này đầu tư một cái khuôn viên rất là hoành tráng luôn. Đây có một cái thác nước. Nước chảy rất là mạnh luôn nè. Từ từ nha, em trợt té nhớ. Thác nước hoành tráng rồi không? Không không, cái này đâu có tắm được. Và wow, nước mát lạnh luôn á. Nước mát lạnh luôn, chưa nắng mà nước ở đây mát lạnh luôn.